Mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2023. Chùa Hội Thánh Đức cùng chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho những hoàn cảnh dưới đây. Cụ Đông Liên do chị Vân hỗ trợ là 500 ngàn lần thứ 66 và chú Y Lê do chị Vân hỗ trợ 500 ngàn lần thứ 66. Thì cô cũng xin đại diện cho hai hoàn cảnh cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Chúc chị Vân và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, an lạc hạnh phúc và làm ăn phát đạt. Nam Mô Di Đà Phật. Thay mặt cho chúng viên địa phương đến đây nhận hai hoàn cảnh do chị Vân hỗ trợ hàng tháng, một lần nữa cảm ơn Hội Đức Thường Phú và chị Vân đã quan tâm giúp đỡ. Xin chúc gia đình chị luôn luôn gặp nhiều lớn và thành đạt trong cuộc sống. Cảm ơn chị. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2023. Thì thay mặt cho chính quyền địa phương đến đây đã giao số tiền là 500.000 đồng cho chị Quang hỗ trợ cho bà Tuyên Liên. Thì một lần nữa cũng cảm ơn Hội Hữu Đức chùa Đồng Phú và chị Quang đã quan tâm hỗ trợ hàng tháng cho bà. Chúc gia đình chị luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Đây 500.000 đây giao cho bà đây. Cảm ơn chị rất nhiều. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2023. Trên mặt cho chính quyền địa phương đến đây để giao số tiền là 500.000 đồng cho chị Quang hỗ trợ cho Lơ. Một lần nữa cảm ơn Hội Đức chùa Đồng Phú và chị Quang đã quan tâm hỗ trợ tháng năm. Chúc gia đình chị luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành đạt trong cuộc sống. Ngay 500.000 nữa luôn. Cảm ơn chị Quang, cảm ơn Hội Đức chùa Đồng Phú đã hỗ trợ cho tôi 500.000 đồng tiền hàng tháng. Tôi xin cảm ơn.